Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến với phần ôn tập của Unit 5. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ có phần nghe và viết. Thế thì bây giờ các bạn cùng cô sẽ mở sách giáo khoa trang số 58 và chúng ta cùng nghe bài này. NK ND Pink Pink Lại nha. A Listen and write. Rồi, nghe và viết. Wind. Một là wind. 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 Pink. Pink. Đây. Pink. Pink. Belt. Số 3 là belt. 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 King. 4 là king. 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 Paint. 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 Được chưa? Số 5 là paint. Hand. 6 là hand. 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 Lamp. 7 là lamp. 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 Bank. 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 Tent. 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 Camp. 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 Adult. 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 Oh, adult. Long. 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 Age 58. Rồi, thế phần bài này về nhà các bạn cố gắng là sẽ nghe lại cho cô này. Bây giờ cái âm này các bạn sẽ cùng nghe lại một lần nhé. Âm đầu tiên mình có đây là đây là đây là được chưa? Rồi. Phần tiếp theo thì mình sẽ có một vài những cái từ mới mở rộng mà chúng ta cùng Now nghe và cùng nhau theo nhé. Listen and circle. One. Một này. Plant. 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 Oh, plant. Two. Hi. Sing. Sing. Hát. Sing. Sing. Ba. Three. Sink. 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 Four. Bốn. Ramp. 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 Ram, the ram. Five. Nam. Land. Land. Đất đúng không nào? Land. Land. Và sáu là? Six. Melt. 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 Rồi, melt là tan chảy được chưa? Melt. Rồi, thế thì về nhà phần này các bạn có thể là học theo để chúng ta có thể nâng cao vốn từ vựng của mình. Được chưa? Phần tiếp theo thì cô sẽ có một phần câu chuyện nhỏ ở phía sau này. Bây giờ các bạn sẽ cùng đọc nhé. Two. Phần hai này. I paint grass and a tree. Oh no. I paint the sky too. The grass. B. Look and listen. Read along. My picture. Rồi, vậy thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng mình có tên là My Picture. My Picture. Okay, số 1 nha. One. I can paint a picture by hand. I can paint a picture by hand. Tôi có thể vẽ tô cái bức tranh này bằng bằng tay. Lại nhỉ? I can paint a picture by hand. Số 2. 2. I paint grass and a tree. I paint the sky too. The grass is green and the sky is blue. I paint grass and a tree. I paint the sky too. The grass is green and the sky is blue. Tôi sơn cỏ và tôi sơn cái cây. Tôi cũng sơn luôn cả bầu trời đúng không nào? Cỏ thì màu xanh còn bầu trời, cỏ thì màu xanh lá cây còn bầu trời thì màu xanh dương. Ok, lại nha. I paint grass and a tree. I paint the sky too.
The grass is green and the sky is blue. Được chưa? Rồi, phần 3 này. 3. I paint a king with a belt and a queen in a long pink robe. Then I paint a camp with three tents and a lamp. Oh. I paint a king with a belt and a queen in a long pink robe. Then I paint a camp with three tents and a lamp. Tôi sơn luôn cả vua với một cái thắt lưng da và hoàng hậu trong cái bộ váy choàng dài màu hồng, đúng không? Sau đó thì tôi luôn sơn luôn cả cái khu trại với ba túp lều và một cái đèn. Ok, lại nha. I paint a king with a belt and a queen in a long pink robe. Then I paint a camp with three tents and a lamp. Rồi, phần 4 này. 4. I paint the wind. It blows the camp. It blows the king and queen too. Oh no! 4 nha. I paint the wind. It blows the camp. It blows the king and queen too. Oh no! À, tôi sơn những ngọn gió nhưng nó lại thổi mất những căn nhà, à những cái trại, đúng không nào? Tôi sơn ngọn gió, nó lại thổi mất cả khu cắm trại. Nó cũng thổi luôn cả vua và hoàng hậu đi mất. Ồ không, được chưa? Rồi lại nha. I paint the wind. It blows the camp. It blows the king and queen too. Oh no. Rồi, thế thì bây giờ sau cái phần phân tích đấy, các bạn cùng cô đọc lại một nữa. Là chúng mình đọc không ngắt nhá, đọc từ 1 đến 4 này. Rồi, my picture. I can paint a picture by hand. I paint grass and a tree. I paint the sky too. The grass is green and the sky is blue. I paint a king with a belt and a queen in a long pink robe. Then I paint a camp with three tents and a lamp. I paint the wind. It blows the camp. It blows the king and queen too. Oh no. Rồi, vậy thì chúng mình nhìn thấy có hai từ mới ở đây, đó là từ robe và từ blows. Đó, thì bây giờ các bạn về nhà cố gắng là sẽ đọc lại câu chuyện này nhiều lần. Trong câu chuyện này thì xuất hiện hết toàn bộ từ mới mà chúng mình đã học trong toàn bộ Unit 5. Vậy thì các bạn về nhà cố gắng là sẽ ôn tập lại cho cô nhá. Rồi, thế thì hẹn gặp lại các bạn vào bài mới nhá. Bye bye.